Xin chào mọi người, mình là Thúy Quỳnh. Cuối tuần vừa rồi thì mình được nghỉ nên là mình đã về nhà để nghỉ ngơi. Và bây giờ thì mình đang chuẩn bị đồ đạc để quay trở lại trường đây. Let's go! Đây, giới thiệu với mọi người, đây chính là vest đồng phục của trường mình. Nhìn có xịn gió không? 10 điểm. Ba lô của mình thì không thể thiếu laptop, sách về kinh doanh và cuốn sổ nhỏ xinh ạ. Bây giờ thì lên đường thôi. Thì đã chờ sẵn ở ngay bên dưới kia rồi. Trường mình thì ở Đan Phượng, từ nhà đi hơi xa, nhưng ở bên này không khí trong lành, không ồn ào tắc đường như là ở nội thành, nên là rất thích mọi người ạ. Giờ thì đến ký túc xá rồi và chuẩn bị cho một tuần đầy năng lượng thôi. Thứ hai đầu tuần đến rồi. Một ngày của mình thì bắt đầu từ 5:30 sáng. Giờ mình đang di chuyển xuống sân gym để tập thể dục, cùng khởi động với mình nhé. Ôi mệt mà khỏe cả người luôn ý. Giờ mình sẽ di chuyển về ký túc xá để vệ sinh cá nhân, sau đó sẽ xuống canteen để ăn sáng. Đúng 6:30 thì chúng mình sẽ có mặt tại canteen của trường. Ở trường thì chúng mình được ăn buffet sáng, có bánh cuốn, bánh mì, phở cho các bạn tha hồ lựa chọn. Bữa sáng để nạp năng lượng cho cả một ngày nên là nhà trường vô cùng chú trọng. Hôm nay thì mình chọn ăn bánh mì, bánh vẫn còn giòn nên rất là nhiều thịt luôn. Mời mọi người cùng ăn sáng với mình nhé. Thêm một hộp sữa cho ngọt ngào nha. Nói không với thang máy nha. Đi bộ để cho rèn luyện thể lực mọi người ạ. Ăn xong thì chúng mình sẽ quay về túc xá để kiểm tra nội vụ. Bất ý cho bạn nào chưa biết, mỗi sáng thì ban quản giáo của trường sẽ tiến hành kiểm tra các phòng xem là đã gọn gàng hay ngăn nắp chưa. Và đây cho mọi người xem, phòng của mình chuẩn chỉnh vô cùng, đồ đạc đều được sắp xếp khoa học và ngăn nắp. Đây, đây chính là chiếc chăn mà mình gấp rèn mãi rồi cũng không phản thế này mọi người ạ. Nhìn giống các chú bộ đội chưa? Xong xuôi thì chúng mình sẽ chuẩn bị sách vở và di chuyển đến trường. Hôm nay thì mình sẽ mặc đồng phục đó là vest và sơ mi kèm với một chiếc chân váy. Lên đồ xong rồi. Đây là lớp học của chúng mình. Buổi sáng các ngày trong tuần thì chúng mình theo chương trình cao đẳng. 8 giờ rồi chúng mình vào học đây. Đó, nhìn nghiêm túc nghe giảng ghi chép bài chưa kìa. Giờ mình đang được ra chơi nên là mình tranh thủ ra ngoài để hít thở vào không khí trong lành ở đây. Phải công nhận một điều đó là không khí ở đây vô cùng thích luôn ở trong nội thành đó. Sau đó thì chúng mình sẽ học tiếp đến 11:30 nhé. Bây giờ thì chúng mình đang di chuyển về ký túc xá để nghỉ ngơi và tranh thủ ăn trưa. Ê, cái gì đấy, kể tao với. Có gì đâu. Ok, em ơi, kể tao với chứ. Đến 11:50 thì chúng mình sẽ di chuyển xuống nhà ăn. Hôm nay, bữa trưa của chúng mình gồm có rất nhiều món. Mời mọi người cùng ăn với chúng mình nhé! Sau khi ăn xong thì chúng mình sẽ tự tay mang những khay thức ăn của bản thân để vào chỗ đã được quy định. Thì chúng mình sẽ di chuyển về ký túc xá để nghỉ trưa và chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo của buổi chiều. Bây giờ tạm biệt mọi người đã nha. Bây giờ là 13:45, chúng mình đang di chuyển từ ký túc xá để quay lại trường. Chiều nay thì bọn mình sẽ học chương trình kinh doanh thực tiễn với doanh nhân. Đây cũng là những tiết học mà mình thích nhất bởi vì liên quan trực tiếp đến cái ngành học mà mình đang theo đuổi. Trong tuần thì sẽ có 3 buổi, đó là chiều thứ 2, chiều thứ 4 và chiều thứ 6 bọn mình sẽ học chương trình với doanh nhân. Còn những ngày còn lại thì chúng mình sẽ học chương trình tiếng Anh giao tiếp. Phải công nhận một điều đó là giảng viên trường mình toàn các doanh nhân khủng thôi. Nào là thầy Ngô Minh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CEO Việt Nam Global, thầy Lê Hoàng, cố vấn chuỗi cà phê A2 nổi tiếng mà các bạn hay đi uống đấy. Buổi học trường nay thì chúng mình sẽ học về marketing trong doanh nghiệp. Giờ thì mình đang chia nhóm để cùng thảo luận với các bạn về vấn đề mà thầy giao. Mình tranh thủ giờ ra chơi để tìm kiếm một số thông tin trên mạng liên quan đến bài học trước khi thuyết trình trên lớp trong tiết học tới. Và đây là mình đang thuyết trình về CCSC trong doanh nghiệp. Dù hơi run nhưng mà khi thấy mọi người tập trung lắng nghe, nhìn cũng cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Thuyết trình xong rồi và đây là thầy đang góp ý cho mình về bài thuyết trình của ngày hôm nay. Đúng 16 giờ, chúng mình sẽ tan học và dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào lớp học võ. Bây giờ là 16:30 và chúng mình đang di chuyển ra sân để học võ. Let's go!
Trong tuần thì chúng mình sẽ có 3 buổi chiều học võ, đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Giới thiệu với các bạn, đây là trang phục võ của mình, nhìn có ngầu gì đét không? Giờ thì cùng khởi động với mình nhé. Học võ thế này, học viên trưởng doanh nhân đúng là ra trường chẳng ngán một ai nhỉ? Mình nói đùa thế thôi, chứ chúng mình học võ là để rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật cho bản thân cũng như tinh thần thượng võ đấy. Yeah, vậy là chúng mình đã kết thúc các buổi học của ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển về ký túc xá để nghỉ ngơi, sau đó là ăn tối. À đây, tranh thủ giới thiệu cho các bạn vài góc sống ảo siêu đỉnh của chúng mình. Góc cây xanh mướt như ở trời Âu này, hay là săn hoàng hôn ở góc này phải gọi là đỉnh của chóp để cho ra đời những bức ảnh niềm tin sống ảo cho mạng xã hội. Chúng mình sẽ nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân đến 18:30, sau đó sẽ cùng nhau ăn tối. Giờ thì đi ăn tối với mình nhé. Kia chính là người thầy quản giáo. Giờ thì đi ăn tối thôi, đói lắm rồi. Vừa ăn chúng mình vừa xem thời sự luôn này. Ăn tối xong chúng mình sẽ quay lại phòng để nghỉ ngơi. Và giờ thì mình đang ở thư viện. Tối nay chúng mình có lịch đọc sách từ 20h đến 21:30 và cũng tranh thủ lướt mạng xã hội để cập nhật tin tức nữa. Gì chứ học viên trường đương nhiên là cũng vô cùng nhạy bén với các trend trên mạng xã hội đấy. Vậy là một ngày hoạt động của chúng mình đã kết thúc rồi. Giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị nộp lại điện thoại và chuẩn bị đi ngủ. Hẹn gặp lại mọi người nha. Vậy là hoạt động trong một ngày của mình đã kết thúc rồi. Vì đào tạo theo một đồng đội nên là đúng 22h, chúng mình sẽ nộp lại thiết bị điện tử và chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ thì phải tạm biệt mọi người rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.